Xin chào tất cả các bác nhé, chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Hành Nghiệp Quang Trường. Vâng, ngày hôm nay xin giới thiệu đến tất cả các bác một cái cặp đôi máy hút ẩm Mitsubishi chân voi. Hai cái con này thì công suất của nó đều là 22,5 lít trên một ngày và nó sử dụng cho cái diện tích phòng lên đến 70m². Thì với cái dòng máy hút ẩm này thì nó có chế độ sấy quần áo này và những cái chế độ tốc độ gió thấp và auto tự động cũng như set cài đặt về phần trăm độ ẩm cũng như là hẹn giờ đầy đủ các tính năng. Nhìn chung về tất cả các chế độ trên những cái dòng hút ẩm Mitsubishi nó có sự tương đồng giống nhau, nó không có thay đổi quá nhiều. Là một. Và cái thứ hai, với cái dòng Mitsubishi này thì đã quá là quen thuộc với tất cả các bác rồi, đúng không ạ? Rồi trên cái dòng Mitsubishi hiện tại bây giờ bên em đang làm với những cái hàng điện 220V. Đó thì nó cũng rất là tiện để cho các bác có thể là di chuyển cũng như là cắm bất kể khu vực nào trong cái không gian gia đình nhà mình. Rồi thì trên cái dòng Mitsu này thì nó đều là chuẩn hàng Made in Japan nha các bác nhé. Nhiều bác có thắc mắc là tại sao với những cái hàng Made in Japan này thì nó lại là điện 220V đúng không ạ? Thì đó là hàng Nhật xuất đấy, nên nó sử dụng điện là 220V. Toàn bộ các phím chức năng trên đây nó đều là tiếng Anh. Thì trên những cái dòng Mitsubishi này nó còn có một cái dòng loại điện 100V. Đó, điện 100V thì các bác cũng đã có thể là tham khảo và xem rất là nhiều những video mà em đã giới thiệu chi tiết, đúng không ạ? 100 và 220V. Và cái xu hướng về mấy năm trở về đây thì hầu như mọi người sẽ sử dụng những cái dòng 220V này. Đó, nó cũng khá là tiện, đúng không ạ? Còn ôm máy thì các bác yên tâm là máy chuẩn chính hãng, máy xịn. Và những cái con máy mà em đang bán đây toàn bộ là những cái hàng em tuyển chọn sơn riêng nguyên bản nhé. Đó, sơn riêng nguyên bản. Đây các bác có thể thấy là máy tổng quan từ đằng trước đến đằng sau đều rất là đẹp, đúng không ạ? Với những dòng máy này thì em đã tháo cũng như là vệ sinh rất là sạch sẽ rồi. Đó. Thì trên thị trường các bác có thể thấy rằng nó rất là nhiều những cái dòng máy hút ẩm, đúng không ạ? Rất là nhiều. Nó không phải là một hai hãng. Trên những cái dòng hút ẩm thì các bác sẽ thấy rằng là trên thị trường hiện tại bây giờ đang phổ biến các dòng Mitsubishi này cũng như là Panasonic, Hitachi, Toshiba, Saab, đúng không ạ? Rồi thì các bác cứ chọn những cái thương hiệu chính hãng là mình sử dụng rất là ok, đúng không ạ? Đấy, thì nếu mà bác nào mà quan tâm đến cái dòng Mits thì các bác cứ tìm đến em. Để bên em thì chuyên về những cái dòng hút ẩm Mitsubishi. Đó, thì về những cái dòng Mitsu thì nó có nhiều cái kiểu dáng khác nhau nhé. Đó, các bác có thể thấy rằng là dòng Mits cột kìa. Đây nhé, đây là con Mits cột này. Mits cột này thì nó có công suất từ 14 lít, 16 lít, 22 lít. Và bên phải các bác sẽ thấy rằng đó là một con dòng, em hay gọi đó là dòng voi nhỏ nhé. Đó, con đó 16 lít. Can nước của nó cũng rất là to. Đó, thì các bác có thể là lựa chọn làm sao những con máy công suất của nó phù hợp với cái diện tích mình sử dụng. Đó là cái số lít nó hút trên một ngày. Đó, rồi, thì các bác không chỉ là mình chọn những cái dòng mít voi hay mình chọn những dòng mít cột, mít niếc. Đó, như vậy thì những cái dòng đấy nó hút cũng rất là tốt, rất là khỏe luôn đấy ạ. Và một cái ưu điểm trên cái dòng Mitsubishi nói chung, em nói chung nhé, không riêng gì dòng Mitsubishi cả, thì những cái dòng Mitsubishi là thứ nhất về máy chạy êm đó và hút được nước. Cái thứ hai là những cái phần thành phần như dàn đồng rồi bờ lốc của nó đều chạy nó rất là bền đó. Rồi, một cái rất là hay và trên những cái dòng Mits thì hầu như là nó sẽ có cái màn hình ở đây, các bác có thể là xem và theo dõi được cái phần trăm độ ẩm này cũng như tất cả các chức năng nhé. Ngay sau đây thì em sẽ cắm điện này. Ok, đó, khi cắm thì các bác sẽ thấy là phần cửa gió nó sẽ hơi mở lên một chút. Và quay sách đây nhé. Đó, can nước đây. Máy thì rất là đẹp các bạn. Nhìn chung tất cả máy thì em đã vệ sinh rất là kỹ rồi. Đó, riêng hút ở bên em mà đã vệ sinh thì em làm rất là kỹ và rất là cẩn thận để các bác có thể sử dụng làm sao một con máy nó sạch sẽ. Đấy, kể cả là từ cái những cái con lọc không khí cũng vậy. Đó, bên em đều làm rất là cẩn thận cho các bác luôn. Rồi, với những con máy này thì tất cả là em đã vệ sinh test ok hết rồi. Đây, chế độ này. Đó, trên đây là tất cả các chế độ nhé. Các bác sẽ thấy là đây này, chế độ sấy quần áo này, sấy vào ban đêm này. Đấy, các chế độ hút ẩm, hút tự động auto này. Mình có thể là mình set được các phần trăm độ ẩm này. 65, 60 này, 55 này, 70 này.
Đó, mình xét được rất là nhiều những cái phần trăm độ ẩm trong cái màn hình này là một này. Và cái hai nữa thì trong đây có tất cả là bốn cái chế độ hút khác nhau nhé. Đó, tốc độ gió cao, tốc độ gió thấp này. Đấy, cũng như là chế độ làm khô bề mặt này và auto này, đó, và một chế độ nữa. Rồi, hẹn giờ, nó có hẹn giờ đầy đủ các bác nhé. Hẹn giờ tắt, hẹn giờ bật. Đấy, rất là hay. Ở trên những dòng Mitsubishi, cả các dòng mít cột như kia thì nó cũng đầy đủ các tất cả các tính năng như cái dòng mít chân voi này luôn ấy ạ. Đó, chẳng qua là cái công suất nó sẽ nhỏ hơn và cái dòng đó nó sẽ lấy gió đằng sau lên, các bác sẽ để được sát được tường. Dòng này thì nó là lấy gió sau, còn mít cột lấy gió trước. Đó, gió trước các bác sẽ để được sát tường, còn con gió sau này mình sẽ để khoảng có một khoảng cách nhỏ ra một chút. Ở như vậy thì nó sẽ đối lưu không khí và nó hút tốt hơn. Với con này thì các bác sẽ sử dụng cho cái diện tích phòng nó lên đến khoảng tầm 70m² trở về nhé. Đó, mình sử dụng thì nhìn chung thì sẽ tính theo ngang áng cái khoảng theo mét vuông. Đó. Rồi, trên đây là hai con máy là 22,5 lít thì giá hiện tại bây giờ bên em đang bán với giá đó là 6.400.000 đồng bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm và giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó, giá bán tại cửa hàng và em ship code là có cọc. Đó, với máy này thì các bác cọc giúp em vài trăm thôi. Đấy, vài trăm lẻ thôi cũng được. Thì là đến nơi các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán lốt cộng phí vận chuyển là xong. Đó, tổng quan thì hai con máy thì rất là đẹp nhá. Đây, em sẽ quay chi tiết cho các bác này. Đó. Có bánh xe di chuyển nhá. Có bánh xe di chuyển này các bác này. Ok, có bánh xe di chuyển nhé. Đó. Đây. Thì đây trên đây là toàn bộ các chức năng của nó là các bác này. Đó. Hai con đều giống nhau nhé. Hai con đều giống nhau hết. Đó, các bác thấy chưa? Các bác có thể điều chỉnh lấy được cái phần gió trước bằng cách là mình sẽ điều hướng ở cái nút điều chỉnh hướng vẫy này. Đó, đây nó sẽ lấy gió trước ra cho các bác nha. Ok, và cái gió này nó ra là gió ấm. Đó, gió ấm nhá. Gió này nó sẽ được trộn giữa dàn nóng và dàn lạnh. Ngoại hình rất là đẹp. Đây là tấm lưới đằng sau. Lưới này thì các bác có thể là một thời gian mình sử dụng thấy bụi nó bám nhiều thì mình sẽ bỏ ra mình vệ sinh. Đó, mình rửa đi. Còn đằng sau này sẽ là tem thông số kỹ thuật nhá. Thì với cái dòng này là 220V thì tất cả các chữ các thông số nó sẽ ghi bằng tiếng Anh. Đó là một. Và chuẩn Min Japan đây nhé. Các bác sẽ thấy là cái chữ Min Japan ở sau này. Với con này thì hút là 22,5 lít trên một ngày. Ở nhiệt độ 30 độ C và độ ẩm 80%. Nếu mà độ ẩm mà trên 80% nó sẽ còn hút cao hơn nữa. Là một, công suất con này của nó là 320W nhé. Đó, sử dụng môi chất làm lạnh là GA134A. Đó, hàng này là hàng bãi. Đó, các bác thấy hàng bãi ạ. Hàng bãi tuyển chọn đẹp. Đó. Con này là đóng lốc này, chạy lốc rất là êm. Máy thì rất là đẹp các bạn ạ. Máy rất là đẹp luôn nhé. Đó, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc. Zin nguyên bản nhé. Cam kết với tất cả các bác là sơn trên đây toàn bộ là sơn zin hết này. Zin hết toàn bộ luôn nhé. Đó, để chọn được những con máy như này thì cái số lượng nó không có nhiều các bạn ạ. Không có nhiều đâu. Đó, số lượng của nó rất là ít. Thì hôm nay em sẽ lên chi tiết cho các bác là hai con hút ẩm mít chân voi với công suất là 22,5 lít trên một ngày. Đó, và các bác có thể là quan tâm đến những cái dòng mà phân khúc đó công suất nhỏ hơn một chút. Đây thì bên đây thì em có dòng mít cột này, các công suất từ 14, 16 và 22 lít cũng có nhé. Thì với cái dòng này thì giá nó sẽ tùy từng công suất. Còn bên ở giữa kia, đó là con Vinfun cảm ứng có màng nọc này. Thì màng nọc bụi mịn PM2.5. Đó, con này có lọc không khí và hút ẩm xới quần áo. Đối với con đó thì đầy đủ các tính năng và phím cảm ứng rất là đẹp. Thì con đó hiện tại bây giờ giá đang là 4,5 triệu nhé. Đó, 20 lít, điện 220V hết nhá. Đấy, các bác sẽ thấy là điện 220V thì toàn bộ tất cả các phím chức năng này. Toàn bộ tiếng Anh nhá. Chuẩn Made Japan luôn ạ. Máy rất là đẹp. Rồi, chi tiết là bác nào mà có nhu cầu về máy hút ẩm thì liên hệ với em qua số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành, Hải Dương. Hiện tại bây giờ là lồi cơm bên em là đã về và đang vệ sinh. Bên em đang tích cực vệ sinh. Và bên em có
những cái sản phẩm hàng nội địa Nhật, ví dụ như nồi cơm này, đó, bếp ga, bếp từ, máy lọc không khí và iRobot Roam 3. Đó, có rất là nhiều những mặt hàng để các bác có thể lựa chọn. Bác nào quan tâm mặt hàng nào thì cứ liên hệ với em nhé, hoặc có thể là qua trực tiếp cửa hàng bên em tại Kim Thành Hải Dương để xem và trải nghiệm các sản phẩm nhé. Ok, xin chào, cảm ơn tất cả các bác nhé.